không có điều gì mà bạn có thể giữ lâu được mà không cần đến nhân cách. Nhân cách như là dầu trong đèn. Bất cứ điều gì bạn thành tựu đó là ngọn lửa, ánh sáng mà đang tỏ cháy. Nhân dầu trong đèn tức là nhân cách. Và nếu không có dầu trong đèn, thì điều gì sẽ xảy ra cho đèn? Nó sẽ tắt đi. Người nổi tiếng này đâu rồi, sao không còn nghe nói đến nữa? Vì dầu đã cạn, đó là nhân cách. Dầu trong đèn là nhân cách. Ngọn đèn là quy trình tiến hành hành động. Quy trình hành động có thể là tiền bạc, nổi tiếng, tổng thống, thủ tướng. Đó là những quy trình hành động. Nhưng dầu bên trong đèn là nhân cách. Và khi dầu cạn kiệt, thì những tiến hành hành động sẽ chấm dứt. Hãy đặt một một đèn dầu trên bàn thờ. Nó là đời sống bạn. Đặt một đèn dầu trên bàn thờ là tưởng trưng cho bạn. bạn. Bạn, bạn, bạn. Bạn là đèn. Nếu bạn nhìn bàn thờ của tôi, sẽ nhìn thấy một đèn dầu trong đó. Khi dầu dần dần cạn kệ, thì bạn sẽ thấy ánh sáng bắt đầu lưu mờ và bạn sẽ không nhận ra mọi vật xung quanh với ánh sáng mờ đó. Đây là loại đời sống nhiều người ngày hôm nay. Tôi biết vì sao tôi phải trải qua những điều tôi đã trải qua. Vì Đức Chúa Trời đang bận rộn xây dựng nhân cách trong tôi. Vì nhân cách đó sẽ giúp đỡ các bạn. Khi bạn được đặt vào đỉnh mệnh, vận mệnh của mình, nó sẽ duy trì bạn và chịu đựng thách thức của thời gian. À, tại sao kinh doanh tôi không tốt? Tại sao kinh doanh tôi lại như vậy? Tại sao không có việc làm? Chuyện gì? À, tôi bệnh, mà tôi là cơ đốc nhân. À, phải hỏi Chúa chờ. Lý do có thể là Đức Chúa chờ đang bận rộn xây dựng cá nhân trong bạn nếu bạn không nhận được nhân cách đó ngay bây giờ thì bất cứ điều gì bạn thành tựu thì có thể bị mất